Đây là báo cáo kết án vụ Hàng Thu Thủy gian lận, Hàng Thu Trì viết cho Tổng Bộ Quân Thống. Trong báo cáo không hề nhắc đến tên của đặc phái viên Cáp Nhĩ Tân, nhưng có nhắc đến lúc Hàng Thu Thủy chết. Đặc phái viên này có ở hiện trường, có thể chứng minh Hàng Thu Thủy quả thật ôm tội tự sát. Vào đi. Chủ nhiệm, đây là văn kiện cần ngài ký tên. Đúng là chủ nhiệm, sở hành động vừa đem đến một tập hồ sơ họ lấy được, là văn kiện do cơ quan đặc vụ Ngụy Mãn để lại. Tôi đem về phòng hồ sơ rồi. Tôi biết rồi. Được. Văn kiện cơ quan đặc vụ Ngụy Mãn để lại. Tuy cơ quan này đã sớm giải tán sau khi chiến bại, không thể nhắc đến vụ bố trí nhân sự của quân thống năm xưa, nhưng Quan Hạo Thiên vẫn không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, quyết định đi điều tra. Quan Hạo Thiên cuối cùng cũng đã phát hiện ra cái tên làm hắn băn khoăn đã lâu trong một báo cáo điều tra cơ quan tình báo Ngụy Mãn để lại. Trong báo cáo nhắc đến người phụ trách hành thích thiếu tướng Âu Kỳ của Hải quân Nhật là sở trưởng thượng tá sở hành động của quân thống trạm Thượng Hải Tống Hồng Lăng. Ông chủ cho bao thuốc. Được thôi. Xác minh thân phận, Tống Hồng Lăng là người của quân thống. Được, tôi sẽ báo cáo lại cho Cáp Nhĩ Tân ngay. Chủ nhiệm, Trường Xuân gọi tới. Cái này để tôi dịch. Tống Hồng Lăng là đặc vụ quân thống, hiện đã xác minh. Cục trưởng, cái ngủ sai gọi tới rồi. Tống Hồng Lăng thật sự cô không cần nói nữa. Tôi biết rồi. Cô về đi. Dân. Trịnh Tường vẫn đang đợi tin tức của Trường Xuân. Nghe tiếng bước chân ngập ngừng của Thang Văn Cảnh là anh biết kết quả anh lo nhất đã đến rồi. Dù trước đó anh đã từng nhiều lần nghĩ đến khả năng này, nhưng khi mọi chuyện trở thành sự thật, anh vẫn thấy khó lòng chấp nhận. Bây giờ vấn đề là anh nên đối mặt với sự thật này thế nào? Bắt giữ Tống Hồng Lăng khiến Trịnh Tường thấy như cách cả một kiếp. Lát nữa phải đối mặt với cô thế nào? Liệu cô có chống cự không? Nếu cô chống cự, liệu anh có thể nổ súng? Dòng suy nghĩ của anh hơi hỗn loạn. Anh không ngờ sự tình lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Đợi ở đây. Dân. Tiểu thư, đồ đạc của cô đã chuẩn bị xong cả rồi. Dân. Chào cục trưởng. Sao? Em định rời khỏi Cáp Nhĩ Tân à? Chuẩn bị đi. Vẫn chưa kịp cho anh biết tại sao lại phải đi. Phải đi rồi. Anh cứ thấy còn có rất nhiều điều chưa nói đủ. Phải rồi. Cái này là lần trước thầy Chu đến đưa cho em. Em xem xong rồi. Anh tìm dịp nào trả lại thầy ấy giúp em. Em yên tâm, anh biết rồi. Có lời gì anh cứ nói đi. Tiểu thư, có người tìm. Ai thế? Nói là cha mẹ của Cốc Trường Sinh, cô biết đấy. Cốc Trường Sinh. Cô là bác sĩ Tống có phải không? Là cậu chiến sĩ nhỏ đó. Má bảo họ chờ một chút, tôi sẽ ra ngay. Dân. Tống Hồng Lăng có một dự cảm không lành. Trịnh Tường rất có thể đã xác minh thân phận của cô. Hôm nay đến để bắt giữ cô. Điều lạ là rốt cuộc cũng đã đến thời khắc trước nay cô luôn sợ nhất. Tâm trạng cô lại vô cùng bình thản. Em yên tâm, anh sẽ đợi em. Xin lỗi để hai vị đợi lâu. Bác sĩ Tống. Cô là bác sĩ Tống à? Tôi đây. Hai vị lão nhân gia mời ạ. Đừng câu nệ, mau ngồi đi. Mắt của con trai Trường Sinh của tôi được cô chữa khỏi xong lại lên tiền tuyến. Mấy bữa trước nó hy sinh rồi. Trước lúc nó hy sinh, nhờ chỉ đạo viên Tần báo tin nói là trong thời gian nó nằm viện cô đã đối xử với nó như người thân. Bảo chúng tôi nhất định phải tìm ra cô và báo đáp tử tế. Bác đừng nói vậy. Cứu sống bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ. Thằng bé gặp được người tốt như cô đã là phúc đức nó tích được từ kiếp trước rồi. Chúng tôi nhà nghèo, không có thứ gì quý giá. Đây là vật gia truyền. Tôi vốn định giữ lại cho con dâu. Bây giờ con đã đi rồi. Hai chúng tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của nó. Bác sĩ Tống, cô cầm lấy đi. Cái này quý giá quá, cháu không thể nhận được. Bác sĩ Tống, đây là tâm nguyện cuối cùng của Trường Sinh. Cô cầm lấy đi. Bác ơi, sự hy sinh của Trường Sinh là vì giúp cho nhiều người dân được bình an. Chiếc vòng này là kỷ vật Trường Sinh để lại cho hai người. Hai bác hãy giữ cẩn thận. Tống Hồng Lăng vẫn là người dịu dàng lương thiện như trước đây. Người như vậy đáng được trao cơ hội, đáng được cứu vớt. Trịnh Tường thầm hạ quyết tâm phải ra sức tranh thủ. Tấm lòng hướng về nhân dân của Tống Hồng Lăng. Dì Ngôn, chị qua đây. Đại tiểu thư có chuyện gì vậy ạ? Sau khi tôi đi, chú Tư tôi sẽ từ dưới quê lên. Tôi để những chuyện cần bàn giao ở cả trong cái sắt. Dì nói với chú ấy một tiếng giúp tôi biết rồi. Vậy dì đi làm việc đi.